phi cơ đầu tiên do Không quân Việt Nam Cộng Hòa chế tạo dựa theo bản Blueprint của hãng Basmany. Đó là chiếc máy bay có tên Tiền Phong 1, có nghĩa là ngọn gió đi trước. Tên là Tiền Phong 1 vì dự định sau đó sẽ chế tạo thêm Tiền Phong 2, 3 và 4. Máy bay thường được dùng để huấn luyện căn bản cho các phi công Việt Nam. Vì vậy, loại máy bay này được chế tạo theo kiểu máy bay cánh thấp, giống khu trục. Máy bay có hai ghế ngồi gần nhau và hai cần điều khiển song hành. Và nó có khả năng nhào lộn nhẹ nhàng thích hợp cho một chiến đấu cơ căn bản. Chiếc Tiền Phong 1, hai đầu cánh có gắn hai bình xăng. Về khả năng bay, cũng gần như chiếc T-34 của các quân trường Mỹ một thời gian, và về sau được thay thế bằng T-37. Nếu Không quân Việt Nam Cộng Hòa có được một loại máy bay như vậy để huấn luyện, đó là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, một chiếc không khó lắm thì không mấy tốt, vì sau khi tốt nghiệp, khóa sinh sẽ khớp khi lên một chiếc phi cơ khác ở đơn vị chiến đấu, và nó sẽ khó bay hơn máy bay của trường. Tiền Phong 1 có nhiều khả năng như bay phi cụ, bay nhào lộn và rất dễ lái nhờ bánh mũi. Phòng lái có mùi plastic một mảnh úp lên, trông rất xinh đẹp và có vẻ phản lực. Những khuyết điểm ghi nhận trong lúc bay thử đều được ghi chép cẩn thận để về sau sửa chữa kỹ càng. Lúc này, Trung tá Nguyễn Tú là kỹ sư trưởng dự án và là người theo dõi dự án này từ đầu đến cuối. Từ tổ chức lớn nhất của Không đoàn Tăng Trang chế tạo thuộc Bộ Chỉ huy Kỹ thuật Tiếp vận Không quân đến các Không đoàn Bảo trì và Tiếp liệu thuộc các Sư đoàn Không quân. Vì thế, Nguyễn Tú phải bay, hay là được bay trong chuyến bay thử đầu tiên mặc dù không hưởng lương phi hành. Vì anh nắm vững kỹ thuật về máy bay này, anh nhận lãnh trách nhiệm hoàn thành phần chế tạo theo tiêu chuẩn những gì thay đổi của bản Blueprint. Và chính vì thế, anh là tinh thần của dự án. Chiếc Tiền Phong 1, nó được sản xuất ở 3 căn cứ khác nhau và được ráp khâu cuối cùng tại Tân Sơn Nhất. Hoa Tiêu bay thử chính là cố thiếu tướng Võ Xuân Lành, lúc đó là tư lệnh phó Không quân Việt Nam Cộng Hòa, và Trung tá Lê Xuân Lan. Trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, được thực hiện vào ngày 1 tháng 7 năm 1972, máy bay đã bay nhiều vòng trên bầu trời của Sài Gòn. Hình ảnh buổi giới thiệu chiếc máy bay đầu tiên do Không quân Việt Nam chế tạo. Tiền Phong là một niềm hãnh diện, là một mơ ước cho nhiều kỹ sư trẻ chưa tốt nghiệp chế tạo phi cơ cho Không quân Việt Nam. Bên cạnh chiếc phi cơ Tiền Phong, thì Không quân Việt Nam cũng đã chuẩn bị hoàn thành các dự án khác nhau như Tiền Phong 2, 3 và Thần Phong 1. Tuy nhiên, những kế hoạch này đã không thể thực hiện được vì chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mờn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà sao, mà mơ ước như diều, để níu áo hạnh nhà ngồi bên dãy ngân hà. Giờ sóng giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhàn xu tâm tình cầu, chẳng thương hai đứa giờ gội xuống nơi nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào cuối, tình nàng chưa nói nhưng mà say, say nhân hỡi khoe
có người hỏi phi công ước mơ gì. Người ơi nhân thế muôn màu, nào biến mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài, thì thực giữa đại dương và yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ còn đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhàn du tâm tình cầu, tranh thương hai đứa giờ gối xuống nơi nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa đang chưa nói, nhưng mà say dài nhân hơi, khỏe mắt em u hoài theo tìm trong chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu, nào biết mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài, thì thực giữa đại dương dù yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say. Tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say. Căn cứ Lai Khê nằm cách Bình Dương 30 cây số trên quốc lộ 13. Trước đây là một đồn điền cao su và cũng là vùng trách nhiệm của sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa trải dài đến biên giới Việt Miên. Và đây là con đường tiếp tế chuyển quân của Bắc Việt, rất gần với những mặt khu nổi tiếng của họ như chiến khu D, Tam Giác Sắt, Hố Bò. Trong suốt thời gian chiến sự tại Bình Long vào năm 1972, Lai Khê là một trong những nơi tập trung quân, tiếp liệu cho An Lộc. Và dĩ nhiên, quốc lộ 13 trở thành con đường huyết mạch mà cả hai bên cần phải có. Cũng vào đầu tháng 8, công trường 7 bộ đội Bắc Việt đã tấn công tuyến Bầu Bàng, Trân Thành, Lai Khê, Bến Cát. Ngày 10 tháng 8, tiểu đoàn 28 và lữ đoàn 429 đặc công bất ngờ đánh thẳng vào sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 3, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Lai Khê. Trung đoàn 14 Bắc Việt đóng chốt ở Bầu Bàng. Tướng Nguyễn Văn Minh phải điều liên đoàn 6 biệt động quân từ Biên Hòa lên ứng cứu Lai Khê, đồng thời đưa liên đoàn 3 biệt động quân từ đường 2 sang quốc lộ 13 bố trí ở Bến Cát là lực lượng dự bị. Trong các ngày 21 và 22 tháng 8, liên đoàn 6 biệt động quân bị trung đoàn 12 và 205 Bắc Việt bao vây. Tiểu đoàn 35 và 51 biệt động quân bị phục kích tại phía bắc Lai Khê và phía tây Bầu Bàng. Trong một ký sự chiến trường,
Border Show đã có bài phóng sự nói về tình hình giao tranh nặng nề tại khu vực này, nơi không cách Sài Gòn quá xa về hướng Tây Bắc. Đêm nay hương tiếng khóc, nơi nơi hiền lành anh ngồi thương nhớ về. Nghe tâm tư xa tỏ, tình yêu thức dậy và anh mơ vơi đầy. Một đơn vị thuộc Liên đoàn 6 biệt động quân đang hành quân tảo thanh ở một nơi cách căn cứ Lai Khê của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh khoảng 3 km về hướng Tây. Vào ngày thứ Ba, 15 tháng 8 năm 1972, mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi toán khinh binh bị phục kích. Lúc này, biệt động quân đã bị các cánh quân Bắc Việt bao vây và họ đã cố gắng phá vây nhiều lần để rút ra khỏi vùng chiến sự, nhưng không thể nào chọc thủng được vòng vây ngày càng siết chặt của Bắc Việt. Binh sĩ biệt động quân cố gắng cầm cự và cách duy nhất để cứu được các binh sĩ còn bị kẹt ở đây là sử dụng không quân. Lần này, trò chơi tử thần Danger Close được trao cho phi công không lực Việt Nam Cộng Hòa vì nó đòi hỏi sự chính xác đến từng mạng người của quân bạn trong cuộc hiểm trở này. Chiếc Sky Rider đảo lượn nhiều lần trước khi ném quả bom quyết định. Đó là kẻ cướp trời. Quả bom đã được ném thành công, tạo nên một khoảng thời gian đủ để binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa rút ra khỏi vùng bị bao vây. Và ngay sau đó, pháo binh liên tục tác xạ vào vùng chiến sự. Border Show tường trình từ cuộc chiến Lai Khê, Nam Việt Nam.